Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết bất thường của em Quách Văn Bắc, 14 tuổi, ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, một người hàng xóm của gia đình bà Mai Thị Luyến, mẹ em Bắc, sang nhà chơi thì bất ngờ thấy em Bắc nằm trên sàn nhà. Khi đến gần thì nạn nhân đã chết trước đó. Sợ hãi, người hàng xóm đã thông báo với mọi người xung quanh cũng như gia đình của em Bắc, đồng thời trình báo với cơ quan công an về sự việc. Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, gia đình em Bắc thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ em Bắc là bà Mai Thị Luyến thường xuyên đi làm thuê ở xa, thỉnh thoảng mới về. Bắc được xác định bị bệnh về não và hiện ở với bố là ông Quách Văn Quang, cũng được xác định không bình thường về thần kinh. Do hoàn cảnh khó khăn nên hiện tại một số người dân, mạnh thường quân và hàng xóm đã đóng góp hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho em Bắc.